Em giỡn. Happy ngày cá tháng 4. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Các bạn có thấy trò Frank vừa rồi của mình có vui không? Nếu vui thì hãy để lại một like, một share và subscribe kênh YouTube của mình để đón xem những video mới nhất. Happy ngày cá tháng 4. Chị có sao không chị? Tụi em giỡn rồi hả? Không biết nữa. Bà bị sao á?